Xin chào toàn thể quý hàng trên cả nước đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền Bình Phước của Trọng Thơ ngày hôm nay nha. Và ngày hôm nay những hình ảnh thực tế nhất tại giai đoạn 1 của khu công nghiệp và đô thị BKM Trơn Thành Bình Phước mới nhất tháng 11 năm 2024 cập nhật cho toàn thể quý anh chị, quý các bạn, những nhà đầu tư, chưa đầu tư và đã đầu tư cùng xem những sản phẩm bất động sản tại khu vực này và đặc biệt là khu công nghiệp BKM Trơn Thành Bình Phước đã hoạt động và có bao nhiêu nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động nữa nha quý vị nha. Và trước khi đi vào video, xin mời cả nhà chúng ta cùng nán lại một giây phút, hãy bấm subscribe kênh và nhớ để lại bình luận của mình ở bên dưới để kênh càng ngày càng phát triển tốt hơn và mang tới những giá trị thực tế nhất tại khu công nghiệp và đô thị BKM Trơn Thành Bình Phước. Chúc cả nhà chúng ta một buổi tối tràn đầy năng lượng, một ngày làm việc thật đầy ý nghĩa. Và trước mắt Trọng Thơ quay đây là giai đoạn 1 tổng diện tích công nghiệp lên tới 311 hecta công nghiệp. Và ở đây thì nhiều nhà máy đã đi vào hoạt động, đặc biệt là năm 2024 này có khoảng 7 nhà máy đang động thổ và chuẩn bị khánh thành tại khu công nghiệp và đô thị BKM. Đây là một tín hiệu tốt để cho những anh chị chúng ta tìm kiếm việc làm tại các khu vực như Bình Dương, Bình Phước quý vị nha. Đặc biệt hơn nữa, không những mang lại cơ hội việc làm cho toàn thể người lao động trong cả nước và còn mang lại giá trị thực của bất động sản tại khu công nghiệp này quý vị ạ. Khi công nhân và người lao động về đây làm việc và sinh sống thì chắc chắn rằng những bất động sản tại khu vực này có giá trị sử dụng thực, có giá trị xây ở, xây kinh doanh, xây cho thuê, xây hàng quán, xây những mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho con người, đặc biệt là nhu yếu phẩm như ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, rồi mua sắm thời trang và đặc biệt hơn nữa là những sản phẩm bất động sản mà có thể xây dựng những dịch vụ giải trí dành cho con người. Trước mắt Trọng Thơ là khuôn viên của nhà máy CPV Food. Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam hiện tại về sản xuất thức ăn, gồm như là cánh gà, trứng gà quý vị ạ. Đấy, nhập khẩu và xuất khẩu ra nước ngoài. Với vị trí nằm ở giai đoạn 1 thì khu vực này tiếp giáp với lại quốc lộ 14 và tiếp giáp với lại trung tâm hành chính thị xã Trơn Thành. Đặc biệt là từ vị trí này chúng ta di chuyển ra ngã tư Trơn Thành, nơi đã có trung tâm thương mại Trơn Thành La Gia, nơi mua sắm xem phim và giải trí bậc nhất của thị xã Trơn Thành cũng chỉ 3 km. Tiếp theo chúng ta có thể thấy những cái bãi đất đang được san lấp đó quý vị, là nhiều nhà máy đang động thổ quý vị nhé. Hiện tại vào tháng 11 năm 2024 này thì đã có 3 nhà máy động thổ, 1 nhà máy khánh thành và 2 nhà máy chuẩn bị khai trương đi vào hoạt động, chứng tỏ rằng một khu vực đầy tiềm năng về giá trị của bất động sản, giá trị sử dụng thực và giá trị nguồn lao động cung ứng cho cả nước. Ở góc quay này thì chúng ta có thể thấy góc quay từ trục đường Nguyễn Văn Linh chạy vào đây quý vị. Ở trục đường nhựa này là kết nối với là đường Nguyễn Văn Linh và chạy thẳng ra trung tâm hành chính, với vị trí này cách trung tâm hành chính của thị xã Thành chỉ 1,5 km. Ở đây là một công ty và gồm 8 nhà xưởng quý vị nha, 8 nhà xưởng đang xây dựng. Tiếp theo là một nhà máy nữa cũng chuẩn bị đi vào hoạt động tại khu vực này, là nhà máy về sản xuất nước rửa chén quý vị, nước rửa chén. Tiếp theo là công ty điện tử và công ty giày da cũng đã về đây để xin giấy phép xây dựng và động thổ chuẩn bị khai trương những công ty của mình tại khu vực này. Và trong thời gian sắp tới, nhiều nhà máy đang được di dời công nghiệp, nhiều nhà máy ở Bình Dương, ở Sài Gòn chúng ta sẽ di dời về các tỉnh như là Đồng Nai, Bình Phước quý vị nha. Và Trơn Thành Bình Phước làm vùng tiếp giáp với lại thành huyện Bầu Bàng của tỉnh Bình Dương đó quý vị. Cho nên là về yếu tố giao thông rất là thuận tiện, như hiện tại đã có quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh và sau này sẽ có các tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Thủ Dầu Trơn Thành, Hồ Chí Minh Trơn Thành Gia Nghĩa, Trơn Thành Đức Hòa Long An và Trơn Thành cửa khẩu Hoa Lư. Đặc biệt hơn nữa, vị trí của tỉnh Bình Phước tiếp giáp với lại cửa khẩu Hoa Lư quý vị, cửa khẩu Hoa Lư. Từ vị trí của trung tâm thị xã Trơn Thành chúng ta di chuyển đến cửa khẩu Hoa Lư chỉ 140 km. Đây là một yếu tố về giao thông, yếu tố về cảng đó, yếu tố về cảng, và đặc biệt hơn nữa là giá trị bất động sản tại khu vực này đang còn rất là rẻ nhé, chỉ dao động từ 4 đến 5 triệu một mét vuông. Những chị quan tâm sản phẩm tại khu vực này gọi điện cho Trọng Thơ hoặc inbox cho Trọng Thơ, số điện thoại Trọng Thơ để trên trang cá nhân. Anh chị nhớ follow kênh, đăng ký kênh để có những sản phẩm mới nhất. Với diện tích đất ở đây ngang 5/30, full thổ cư, giá chỉ dao động từ 4 cho đến 5 triệu mét vuông, nhanh tay sở hữu, gọi Trọng Thơ ngay hôm nay nha quý vị nha.